Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình sẽ mở đôi loa này để cho anh em xem cái phân tần và cái củ cốt bên trong của đôi loa này để xem cái độ zin xịn của nó như thế nào. Xin giới thiệu đến anh em, đây là một đôi loa JBL LX44 anh em nhé. Đôi loa này sản xuất trực tiếp tại Mỹ, nó được trau chuốt cực kỳ luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu đến các cái tuyến loa ở bên trong và phân tần. Xin mời anh em. Trước tiên là anh em ngắm cái đôi củ bát của nó này. Đây nhá anh em, củ bát của nó là vàng óng luôn nha anh em nhé. Khung của nó là khung nhôm sexy 7 màu, còn tuyệt vời là đẹp luôn. Mình nói thế này anh em cũng biết, cực kỳ là đẹp nhá. Nè, khung 7 màu của nó dập mã số là 408, bên này cũng là 408. Đôi này của mình là sơ di liền kề anh em ạ. Kiếm được đôi đẹp này là hiếm lắm. Mà là thùng, là thùng cánh rán anh em nhé. Sơ di liền kề, thùng cánh rán. Nó còn một phiên bản nữa là phiên bản màu lông chuột. Nhưng mà phiên bản này anh em ưa chuộng hơn mà nó đẹp, zin toàn tập. Nó sử dụng một con bát 20. Đây này anh em xem này, nó sử dụng một con bát 20 màng giấy gân mút. Đặc trưng của cái dòng JBL này là anh em nhìn nhé, màng giấy nhưng mà gợn sóng này. Anh em nhìn các cái lón của nó này. Đấy. Gân mút thì đã thay rồi anh em nhé. Tình trạng gân mút thì tất cả những cái con mà sử dụng của gân mút này thì về anh em cũng không nghe đâu, mà nó kiểu gì nó cũng mủn bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà đây anh em nhìn thấy thay gân mút cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Mình phải nói thêm một từ thế là anh em hiểu. Đấy là chiếc bát thứ nhất nhá. Là anh em xem cả cái côn nhận bên trong này. Đấy, anh em nhìn thấy côn nhận bên trong của nó đẹp không? Mình đã làm là mình làm rất kỹ cẩn thận. Từ của nó là cũng từ 7 màu luôn anh em nhé. Xương là xương nhôm, xương nhôm cũng ong ánh 7 màu luôn. Đấy là một chiếc. Và anh em sang chiếc bên này này, cũng từ của nó này, từ ống ánh rất 7 màu luôn nhé anh em nhé. Và xương là xương nhôm. Đây, củ nhận bên trong đây, côn đây. Đấy, anh em nhìn chưa, rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là chiếc bát thứ hai nhá. Và anh em đi vào cái con chung của nó này. Đấy, con chung của nó này có mã ký hiệu là 405. Cũng từ của nó là từ 7 màu anh em nhé. Đây này anh em nhìn này, rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy. Và đây là chiếc, này là chiếc tép này anh em này. Tép của nó là tép đôm đặc trưng của JBL rồi. Tép đôm titan mà tất cả anh em nhìn cái keo của nó còn nguyên này. Đấy, anh em nhìn chưa? Cái keo của nó còn nguyên. Sang chiếc bên này nhé. Chiếc bên này cũng thế này. Cũng là 405 này. Đấy, và tép nó cũng là tép đôm này. Vẫn còn nguyên. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, và anh em đi vào phân tần của nó bên trong này. Anh em nhìn cái bộ phân tần của nó chưa? Đấy. Phân tần của nó là anh em nhìn xem nhé. Cái bộ phân tần của Mỹ nó làm cực kỳ là trau chuốt anh em này. Có một con cuộn đồng đỏ nhé, đỏ ửng luôn, và cuộn cảm. Đây nữa này anh em này. Đấy. Và rất nhiều tụ. Nó có 4 trở sứ và một tụ đen. Bên này cũng thế nhá anh em nhé. Đấy, em nhìn chưa? Cực kỳ là đẹp và là trau chuốt. Đồng đều hai bên như một. Bên này có con tụ xanh nhá anh em nhé. Sau bên này cũng có con tụ xanh. Đấy, em nhìn chưa? Đấy. Tất cả tụ và phân tần còn zin nguyên bản, đầy đủ hết. Anh em nào yêu đôi này thì điện cho mình nhé. Giá mình đang bán là 8 triệu cho đôi JBL LX44 anh em nhé. Bao cho anh em đôi này là zin xịn đẹp. Anh em đến với Hà Âu Như Hải Phòng cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đăng lên hàng ngày. Xin chào tạm biệt anh em.